xin chào tất cả anh em nha. Này nông cơ Nguyễn Châu, em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một con xe đào. Xe đào Kuota RX501 ha. Dạng gầm. Gầm đẹp chưa? Con này thì nó đang đi xích xu nè. Xích còn đẹp. Cái lá này nó chưa có bể. Rất là đẹp luôn. Asido này đời mới nha. Con này bề ngang của nó khoảng là 1m8 gần 2m nè. Đây đăng kiểm đây. Con này có kiểm nè. Đây chứng nhận nè. Cái bản này là bản photo thôi nha anh em. Còn khi nào anh em lấy là em mới đưa bản gốc cho anh em nha. Là photo là em để đây cho nó đừng có hư cái tờ kiểm của mình thôi. Thế nè. Công suất nè, máy nè 2203 nè, VH4 kỳ 4 xi lanh nè. Đó. Nó có màu đen màu đít rồi nó nằm trong đây hết luôn nè. Cầm đi, con này xài thủy lực nha anh em. Một ngàn một trăm lẻ ba giờ xe đào mà chạy mới có 1000 mấy giờ. Da đồ ốp còn rất là mới luôn. Đây là quá tay lái nè. Để dở cái máy lên giùm đi coi. Con này cabin gió nha, chứ không có máy lạnh nha anh em. Được rồi. Bỏ thở được rồi. Được rồi, được rồi. Bỏ xuống. 2203. Rồi nổ máy luôn. Trống trống. Ok. Số điện thoại em để trên màn hình ha. Thì tiếp tục còn thế giới luôn. Tất cả đều là riêng nguyên bản hết nha anh em. Chưa có đụng chạm bất cứ miếng nào giảm giá gì. Hết bình dồn sát xích luôn. Những cái cần này mấy anh em chê nó chứ rất là ở bên Nhật họ rất là ưu tiên những cái loại cần này. Mà em thấy
tại cần này thì nó làm được cho mình nhiều việc lắm anh em. Chỉ những cái việc mà như là mình vứt vật liệu xây dựng đồ nó vô được sát trong góc con hẻm cho mình đào ra không, quá cao luôn, giờ cao 8 mét. Đó, mấy anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ ha, giá cả với lại sếp em. Em quay video và giới thiệu và hướng dẫn cho anh em. Đó, nhưng mà thấy những cái cần đồ này, đó, thấy không? Này, nó hơi xước, nó còn nước sơn rim luôn. Còn khi anh em muốn mua, muốn làm đẹp lại cái vấn đề gì thì cứ liên hệ với em ha. Đây, rào nó đây nè. Rào này chắc 25, 50, 60. Rào rất là đẹp luôn. RX501 có kiểm nha anh em. Rồi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Quá đẹp.